Sau hơn 4 tháng trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19, thì ngày 1 tháng 11, qua kết quả xét nghiệm PCR, đã xác định một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên. Nhằm sớm khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp lấy mẫu xét nghiệm xác định các trường hợp nghi ngờ, thực hiện cách ly, hạn chế dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngành y tế thực hiện việc đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng nhằm phát hiện các trường hợp liên quan dịch COVID-19 và bóc tách ra khỏi cộng đồng. Chợ Bàn Phủ, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, kể từ khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 đầu tiên trên địa bàn vào ngày 2 tháng 11 thì cũng trở nên yên ắng hơn. Dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh buôn bán của bà con nơi đây. Vì khu vực này thường tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, nên để giám sát và bóc tách các trường hợp nghi ngờ, có biện pháp xử lý dịch kịp thời. Ngày 4 tháng 11, cán bộ y bác sĩ ngành y tế đã có mặt tại chợ, tổ chức lấy mẫu test nhanh, phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trên diện rộng cho bà con nhân dân. Dịch bệnh về đây cũng ảnh hưởng đến kinh doanh của các chị em trong chợ. Tôi thấy là hôm nay trung tâm y tế huyện có về đây xét nghiệm COVID cho thôn đội chợ chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm, bớt đi phần lo lắng. Mong dịch sẽ đi qua nhanh để chúng tôi còn kinh doanh, buôn bán làm ăn còn ổn định sức khỏe. Chúng tôi sẽ thực hiện 5K với khi nhà nước đề ra. Trong hoàn cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, người dân sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc kinh doanh, buôn bán và các dịch vụ. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp vì sức khỏe của bản thân và vì sự an toàn của xã hội. Người dân trên địa bàn luôn cố gắng cùng chia sẻ với chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh để sớm đẩy lùi dịch COVID-19, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ít người qua lại thì ít người mua hàng rồi. Thì là cái khâu mà buôn bán thì tất nhiên nó phải có khó khăn một tí thì mình phải khắc phục thôi. Mình bán hàng thì mình phải sát trùng rồi rửa tay rồi bảo khách đứng ngoài mình lấy gì mình lấy cho thôi. Bây giờ nhà tôi thì cũng căng dây này. Xong rồi nhắc người dân là đi đến đây là vào mua hàng là đứng là phải sát khuẩn này. Có khẩn tay rồi giữ khoảng cách người với người là 2 mét này. Thì để giãn cách này 5K. Hiện nay, xã Pom Lót có hơn 170 trường hợp F1 được đưa vào khu cách ly tập trung và 5 trường hợp F0 điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Để kiểm soát ổ dịch, tập trung xét nghiệm, phân loại chăm sóc, điều trị kịp thời ca bệnh, chính quyền xã đã kích hoạt khu cách ly tại trường tiểu học và trung học cơ sở Pom Lót với số lượng khoảng 200 giường. Với mục tiêu phòng chống dịch nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn, xã Pom Lót đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ COVID-19 và tiếp tục khoanh vùng nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bóc tách nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Tính từ ngày 1 tháng 11, phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19, đến chiều ngày 4 tháng 11, đã ghi nhận 50 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều thuộc các xã trên địa bàn huyện Điện Biên. Do đó, cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng dịch của lực lượng chức năng, người dân cần phối hợp và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Để tiến hành báo cáo các cấp thẩm quyền, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên toàn địa bàn xã, vận động, tuyên truyền nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID, đặc biệt là 5T và 5K. Thứ hai là vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, nhân dân, người động tham gia các công tác hậu cần để phục vụ cho bếp ăn, phục vụ cho các bệnh nhân đang điều trị COVID. Thứ ba là tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quyên góp, ủng hộ về sức lực, về của cải và có gì đóng góp đấy để tham gia cùng chung tay chống dịch trên địa bàn để làm sao Pom Lót sớm vượt qua đại dịch. Theo các điểm chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, thì tổ chức triển khai chống dịch nhưng không phong tỏa toàn bộ mà tổ chức tiến hành là căn cứ vào điều tra F0, F1 và F2. Chúng tôi đã khoanh từng khu vực, từng hộ gia đình hoặc cụm hộ gia đình để tiến hành phong tỏa từng khu vực để đảm bảo cho cái cuộc sống người dân vẫn ổn định và thực hiện nghiêm công tác phòng chống COVID.
Ví dụ như tại thôn 1 thì chúng tôi đã tiến hành phong tỏa hai hộ gia đình và tổ chức căng biển, tạo khu vực vành đai bảo vệ, và các hộ gia đình khác thì thực hiện tốt cái việc mà không di chuyển đi lại nhiều để đảm bảo công tác phòng dịch hiệu quả cao. Với cuộc chiến chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, ngành y tế đang tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng nhằm phát hiện các trường hợp F0 bóc tách ra khỏi cộng đồng. Trong đó, các địa phương có nguy cơ cao trên địa bàn huyện Điện Biên vẫn tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện các ca F0. Các địa phương khác trong tỉnh, ngành y tế cũng xây dựng kế hoạch lấy mẫu toàn diện cho các xã vùng biên giới. Hiện nay thì tình hình dịch của huyện Điện Biên là diễn biến tương đối phức tạp, đặc biệt là một số xã như là Pom Lót, rồi Na Tông, Mường Nhà đã có ca bệnh. Ngành y tế thì để chủ động trong công tác mà phát hiện sớm các ca bệnh, đã triển khai cái xét nghiệm diện rộng ở tại một số xã của huyện Điện Biên, cũng như là hôm nay là đang triển khai lấy mẫu diện rộng của xã Nong Hẹt của huyện Điện Biên, tập trung ở cái khu vực chợ là nơi giao lưu đông người, cũng như là tại các khu dân cư sống quanh khu vực chợ để giám sát và bóc tách những cái trường hợp mà nghi ngờ để có cái biện pháp mà xử lý dịch kịp thời. Dịch bệnh bùng phát làm đảo lộn cuộc sống và ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân. Với tinh thần 4 tại chỗ trong phòng chống dịch, không chủ quan lơ là, kiểm soát chặt chẽ không để dịch lây lan rộng, mọi người dân cần nâng cao ý thức cùng chia sẻ khó khăn với các cấp chính quyền, với ngành y tế để chung tay phòng chống dịch. Mỗi người dân nên hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, tránh tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, để góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.